Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút Sau, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác hai máy cưa xích hiệu cưa khai thác các bác nhé. Con này thì rất là phù hợp cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm cho mình một chiếc máy cưa khai thác, nói chung là về sử dụng chuyên nghiệp đấy ạ. Thì các bác tham khảo thứ hai con này nhá. Hệ này thì mang đến từ nhà Estin, Estin 024 chuẩn made in Germany các bác nhá. Hai con này là đời đầu luôn các bác nhá, đời đầu về ngành Estin luôn. Hệ Estin, một con này thì sản xuất tít từ năm 1988 này, và một con này là 1993 các bác nhá. Hai con hệ đời đầu của nhà Estin luôn các bác nhá. Nhưng mà không phải nói nhưng mà khi mà các bác sử dụng con này rồi thì mọi linh kiện cũng như là sửa chữa của nó thì hoàn toàn dễ dàng các bác nha. Mặc dù là đời đã rất là sâu rồi, hệ đời đầu rồi, nhưng mà linh kiện của nó trên thị trường bây giờ vẫn còn rất là nhiều, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Đó, không phải lo là bảo là máy thì nó lâu như thế rồi thì đến đất linh kiện bây giờ đến nó hỏng hóc thì không còn sửa chữa được, nhưng mà các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Hiện tại trên thị trường bây giờ linh kiện vẫn còn sản xuất mới luôn đấy. Nhà Estin thì các bác không cần phải lăn tăn. Đó, tất cả linh kiện của nhà Estin thì nó sản xuất rất là đại trà các bác nhá. Đấy, trên nhất là trong ngả miền Nam như chúng em thì hiện tại thì linh kiện này bao la luôn, nên là các bác hoàn toàn yên tâm và đặt hàng cũng như là sử dụng con này. Hai con này thì công suất của nó là 42cc các bác nhá. Hệ Estin đời đầu, những cái dòng máy đời đầu ấy ạ, thì thường thường của nó thì máy móc nó rất là bền luôn. Càng về sau đổ lại đây thì máy lại càng ngày càng không được đạt chất lượng như những dòng máy đời đầu các bác nhá. Nhưng mà thường thường nên là những cái người mà sử dụng chuyên nghiệp rồi thì người ta hay lựa những dòng máy đời đầu như thế này. Đấy, nhưng mà linh kiện thì nó vẫn vừa với lại là những dòng máy đời về sau các bác nhá. Hai con máy siêu VIP luôn, nguyên zin nguyên bản. Nói chung là cửa hàng chúng em thì các bác theo dõi kênh của hàng chúng em lâu dài thì cũng biết rồi đúng không ạ? Máy móc cửa hàng chúng em thì đảm bảo con nào cũng chất lượng mà nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Nòng hơi thì bao cứng cáp luôn. Đó, các bác nào mà đặt hàng của cửa hàng chúng em rồi đã biết hai con này thì tích hợp sẵn nó là lốc nhôm các bác nhá. Lốc nhôm chứ không phải là lốc nhựa các bác nhá. Đó. Lốc nhôm là lốc nhựa, nòng là nòng đứng, công suất là 42cc, cân nặng đầu máy không thì nếu mà cả làm xích hai con này thì nó rơi vào tầm khoảng trên 5 kg các bác nhá. Các bác nào mà có nhu cầu cần khai thác keo đồ linh tinh thì các bác tham khảo từ con này. Dạ xin lỗi các bác, vừa nãy thì cửa hàng chúng em thì có khách ngoài một tí xíu nên là tạm thời ngắt quãng để tiếp khách ngoài một tí. Ôi, vào chủ đề chính lại các bác nhá, tiếp tục thì hai con này thì tích hợp như vừa nãy thì cửa hàng chúng em đã nói rồi đã, lốc nhôm nên là máy móc chịu lực rất là tốt các bác nhá. Chịu lực rất là tốt luôn, đôi khi các bác về sử dụng cả ngày không phải xi nhê gì luôn. Những dòng máy hệ mà thường thường như mấy dòng như kiểu là mấy cái dòng lốc nhựa ấy ạ, thì về độ chịu nhiệt của cây máy thì nó rất là thấp các bác nhá. Đôi khi về các bác sử dụng nó nóng một tí xíu, hoặc là các bác xài sử dụng lâu dài ạ mà cả ngày thì các bác không nên chọn những dòng là máy lốc nhựa các bác nhá. Đấy, thì những cái đấy thì chịu nhiệt nó rất là thấp, đôi khi các bác cắt cả ngày thì máy rất là nóng và rất là hại máy. Nên là các bác chọn những dòng máy lốc nhôm thì nó là tích hợp rễ nhất các bác nhá. Đó, hai con thì đã tích hợp sẵn cho các bác là hai ốc lam rồi, cực kỳ chắc chắn các bác nhá, hai ốc lam vẫn trực tiếp vào khóa 19 luôn. Đó, con này cũng thế này các bác nhá. Còn mắt xích thì hai con thì đa số thì còn to bản nguyên, tích hợp sẵn hàm rồng cả hai con luôn các bác nhá. Hai con đều tích hợp sẵn hàm rồng, máy móc làm xích thì nguyên zin nguyên bản của nó. Quay kỹ cho các bác xem qua. Tổng thể này, nòng hơi thì hai con thì bao cho các bác là chất lượng luôn rồi. Hệ đời đầu nên là máy móc rất là đảm bảo chất lượng cho các bác luôn. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn đổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá. Linh kiện thì đảm bảo có chất lượng, thằng xích con nào cũng sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Đây là các bác không phải lăn tăn. Các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm mà khai thác gô keo đồ linh tinh thì các bác tham khảo con này các bác nhá. Đó, các bác ngoài Bắc có lẽ là sử dụng khai thác keo rất là nhiều, hỏi em rất là nhiều bảo những dòng máy nào phù hợp thì hiện tại thì hai con này thì nó rất là phù hợp rồi, nó lại mang thương hiệu của Đức nữa, dòng của Đức thì nó bền bỉ rất là nhiều các bác nhá.
Và giá hiện tại ấy ạ, thì cửa hàng bán với giá là như con 024 này, cửa hàng bán với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. Cửa hàng chúng em miễn phí ship cho các bác và tặng kèm cho các bác là phụ kiện là gồm một tí mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Còn con này thì nó bị mất cái tem mất rồi. Cái tem nó giống như này đấy ạ. Không hiểu sao là chắc chủ cũ người ta sử dụng nó bị mất mất rồi. Thì cửa hàng chúng em để nó ra là 4 triệu 900 ngàn các bác nhá. 4 triệu 900 ngàn một chiếc máy cưa 024 mất tem. Còn một con này là giá 5 triệu nữa các bác nhá. Đó, hai con chuẩn chỉ luôn cho các bác. Các bác nào không có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa quá đẹp về ngoại hình thì các bác tham khảo con này nhá. Giá thì nó cực kỳ phải chăng luôn. Cực kỳ phải chăng các bác nhá. Không có đắt đỏ gì cả. Còn nếu mà máy đẹp thì hiện tại bây giờ mà bảo là đẹp mà để về sưu tầm thì bây giờ cực kỳ cao các bác nhá. Nó phải tầm cơ 6-7 triệu lận cơ. Đó. Còn máy móc linh kiện thì đảm bảo cho các bác là nội thất quá là chất lượng và nguyên zin rồi. Thôi, và hôm nay thì cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ từng con một các bác nhá. Giật test nổ để cho các bác nghe thử tiếng máy của hai con nó sẽ như thế nào các bác nhá. Chiếc máy cưa Estin 024 đời đầu các bác nha. Các bác vừa nãy chỉ trải nghiệm ngoài tiếng nổ của nó rồi thì các bác cũng biết đúng không? Máy móc thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Em không phải nói ngoa đâu ạ, là bảo là một chiếc máy mà bán cho nó được hàng đâu ạ. Nhưng mà công nhận nếu mà để cho em trải nghiệm thì con này thì sử dụng cực kỳ sướng luôn các bác nhá. Máy móc nổ quá vip luôn, vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn. Xài hai bạc các bác nhá. Con này thì tích hợp của nó là xài hai bạc. Tất cả ngon lành hết. Nó chỉ có ngoại hình tại vì nó đã sản xuất tít từ năm 1993 rồi đúng không ạ? Không thể, mình không thể mà yêu cầu nó quá phải đẹp đẽ được nữa rồi. Tại vì nó cũng năm nay thì nó cũng đã phải là hai mấy năm rồi. Hai mấy ba chục năm, gần ba chục năm rồi các bác nhá. Nên là các bác không thể có thể mà bảo là lựa một chiếc máy mà cực kỳ đẹp được. Nhưng mà quan trọng nội thất của nó. Nội thất rất là chất lượng các bác nhá. Cả hàng chúng em xin phép sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Không thể phủ nhận được tiếng máy của hai con rất là tốt đúng không các bác? Đó, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản chất lượng cho các bác nhá. Các bác nào mà nhìn thấy một linh kiện nào mà cửa hàng chúng em đã thay thế thì xin phép cửa hàng chúng em tặng luôn cho các bác cây máy đó. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm, cam kết cho các bác luôn. Và giá hiện tại thì cửa hàng chúng em đã báo rồi đúng không ạ? Con này là giá 5 triệu và con này là giá 4 triệu 9. Hai con này thì cho các bác nào mà không quá quan trọng về ngoại hình thì các bác tham khảo từ con này các bác nhá. Đó, không thể em nghĩ là nếu mà các bác đặt hàng con này thì sẽ không làm cho các bác thất vọng đâu ạ.
Đó, rồi và giá hiện tại đó thì cửa hàng chúng em đã hoàn toàn miễn phí ship và tặng cái phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc ruốc và một tư viết trình, mà giá lại cực kỳ phải chăng cho dòng một chiếc máy cưa ST024 các bác nhá. Thôi các bác nào mà ưng ý và muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em và số điện thoại 0354392929, hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em, chụp ảnh màn hình lại đó. Ví dụ là các bác muốn chốt con này đúng không, các bác chụp ảnh màn hình lại gửi qua Zalo cho em, bảo là chốt cho anh con này để chúng em biết ngay con gì. Còn các bác nào mà không sử dụng Zalo thì các bác hãy gọi điện cho cửa hàng chúng em. Ví dụ là các bác muốn chốt con ST024 có tem thì đúng không, các bác báo cho cửa hàng chúng em là anh muốn đặt một con ST024 có tem, còn tem các bác nhá, còn tem là cửa hàng chúng em biết ngay là con này rồi các bác nhá. Còn nào các bác muốn đặt hàng con này thì các bác báo cho cửa hàng chúng em là bán cho anh con ST024 bị mất tem, đó là cửa hàng chúng em biết con này các bác nhá. Đấy, còn các bác nào mà kết có sử dụng Zalo thì chụp ảnh màn hình lại, các bác gửi qua cho cửa hàng chúng em và cửa hàng chúng em sẽ đóng đúng con đấy gửi cho các bác nhé các bác nhá. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.